đang đứng ở kia. Sau này của con vẫn còn rất dài. Con là ai? Chỉ có mình con mới quyết định được. Tuyệt đối đừng bao giờ từ bỏ. Một nhân vật mà khiến cho mọi đối thủ phải dè chừng và khiếp sợ mỗi khi nhắc tới tên. Một con mãnh hổ thực sự trên BK hội tụ những phẩm chất của một kẻ thiện chiến, lạnh lùng, mãnh liệt, hủy diệt đối phương chỉ qua giọng nói và tiếng hét của mình. Anh ta đến như một vị vua, ra đi như một huyền thoại. Là một em nghe gì không? Hỡi em. Ui, nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch. Hey, kinh kịch kinh kịch. Hey, kinh kịch kinh kịch. Hey. Điên vậy. Rồi mất em.